dưới kia có đầy đủ không bố? Mộ của ông À, đã bốc được chưa? mộ của bố đã sạch sẽ chưa? Bố đã muốn lên chưa? Đang bố muốn đổi nhà cho bố được chưa? Chưa thích Chưa lên à? Đất ở đấy đẹp quá à. Ông chưa muốn lên, bao giờ ông muốn lên? từ từ. Từ từ à? Thế khi nào từ từ xong ông về ông báo nhá. Nào bố muốn Hay lên là để muốn xây to ở đấy cho ông? Con dặn dò thì con cháu có làm cái gì chưa được sai trái không bố? Mẹ hỏi giờ bố con đây bố con đang nói chuyện đây. Đừng lỡ mọi người. Các con các cháu nó làm ăn thì có cái gì là sai trái thì dạy bảo đó. Ông ơi. Có vợ đằng này rồi, vợ đằng này là còn hơi chưa được bằng lòng. Nó làm ăn thì có được không? Chồng thì tốt quá nhưng vợ thì bố chưa bằng lòng đâu. Thằng sơ thằng từ sang năm thì là 6 năm. Mẹ cứ hỏi đi. Mẹ hỏi đi, mẹ hỏi đi. Các con các cháu đấy có ngoan ngoãn không? Cháu ngoan. Mỗi cái thằng Các cháu cả có còn mỗi đứa cháu mấy đi học rồi. đây nó là cũng còn chưa được ngoan là bằng chúng nó Các đâu. Nguyên nó học có được không? Được nhưng cũng hơi ường rồi. Con Thảo nó Xấu học. tính quá. Con Thảo nó học có được không? Được ngoan. Năm nay là nó được vào lớp 10 rồi mày. Thằng Nguyên năm nay là nó được vào lớp 10 rồi. Bà thì ít ít nói thôi, bà nói nhiều quá nha, tốt quá nhưng nói nhiều. Con cái nó chỉ muốn được tốt thôi để sống lâu khỏe mạnh. Mẹ chỉ cứ gần con cháu thôi, không phải nói nhiều chuyện gì cả nhé. Đấy, bố dặn thế. Ông Con còn điều cháu gì là dặn không dò được. nữa không? Bố có gì dặn dò nữa không bố? Hôm nay có vui hoa hảo về đây hoan hỉ không ạ? À? Vui không? Vui vui nhé. Ông có uống rượu không ạ? À? Ông uống thuốc không? Thế Các con ông các dùng cháu chè nó bố trí nó làm cái nghệ tràng thế đấy có được đẹp không? quá đẹp. Bố có biết ở chỗ nhà mình mới có việc gì vui không? Bố biết chứ. Bố có biết ở chỗ nhà mình có việc gì vui không bố? Mới có mà. Hôm qua vâng, chào ông. À, chào ông, chào ông. Vỗ lưng đấy. Vỗ mạnh. Mời vong linh hồn À. Kiều Văn Triều thoát ra khỏi con chó người trần gian.